Công ty Đại Phát Viễn Thông xin giới thiệu quý khách chiếc loa nhạc nước thế hệ mới. Đây là chiếc loa đẹp nhất trong tất cả các dòng loa nhạc nước. Thì đây là nhạc nước có đèn màu đánh theo điệu nhạc. Và ở đây là chiếc đèn, mình có thể chỉnh lên chỉnh xuống theo ý mình. Và có công tắc có thể dùng làm đèn bàn, mình bấm vào đây là tắt, có thể để thẳng hoặc làm đèn ngủ hoặc là làm đèn cúp điện. Khi cúp điện, chiếc loa nhạc nước này có thể nghe được thẻ nhớ, có thể nghe bằng USB hoặc là nghe qua chiếc dây 3.5. đặc biệt loa nhạc nước này có kết nối Bluetooth thuận tiện và dễ dàng sử dụng. Vì vậy sau khi đã kết nối Bluetooth trên chiếc iPhone 6 Plus, và bây giờ sẽ tiến hành mở nhạc. Như quý khách đã thấy ở đây mình có thể lùi bài qua bài, thậm chí là nghe điện thoại từ chính cái loa này. Khi có điện thoại tới, mình chỉ cần bấm vào đây là mình có thể nói trực tiếp ở ngay cái loa này. Sản phẩm này là sản phẩm mới nhất của năm 2015, được công ty Đại Phát Viễn Thông phân phối. Để đặt hàng, quý khách vui lòng liên hệ 0942221919 hoặc truy cập website đạiphatvienthong.vn để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.